Xin chào các nghệ sĩ. Nay chúng ta chuẩn bị sẽ được chứng kiến một siêu phẩm đình đám của văn hóa điệu cầy cực kỳ đẳng cấp sẽ ra mắt trong thời gian tới. Điều này được kế thừa khả năng chống đổ nước của điệu cầy chiêu lưu, chạm trổ rồng cực kỳ quý hiếm. Chúng ta sẽ cùng test thử nhé. Nọ điếu được bọc vòng vàng 18K đính kim cương nhân tạo có logo của văn hóa điếu cầy, rất đẳng cấp các bạn. Đây sẽ là một siêu phẩm đình đám sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn.